ngày xuân là ngày của đoàn viên, là ngày của dọn dẹp nhà cửa, ngày của giao lưu văn nghệ, karaoke của những anh chị em bạn bè sau một năm xa cách. Đây, hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em cái video này. Những anh em thì vào cái dịp cuối năm thì anh em thử kiểm tra lại xem cái những cái mic nhà mình là cái nào bị tập tin, nhà ai mic kém, mic không hay. Thì hôm nay anh em vào cái video này để anh em xem. Lưu Bắc Cạn này giới thiệu cho anh em một cái loại mic dây cao cấp, và mình sẽ báo giá cho anh em luôn này. Cái này là mic xịn nhất. Đấy, đây chúng tôi gọi đó là mic của thợ, 700k một cái. Cái này là bao ship toàn quốc. Chúng tôi gọi đây là mic của thợ. Đây, cái dây, cái dây này là dài 6 mét nhá, mic dây. Thì đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem đây này, 700k một cái bao ship. Anh em được về, anh em được kiểm tra đúng như quảng cáo thì anh em lấy, không đúng thì anh em hồi luôn. Mình ship hàng toàn quốc, mình sẽ đi đồng vòng cho anh em xem. Đây chúng tôi gọi là mic của thợ. Anh em chờ mình một lát để mình tắt cái quảng cáo này đã. Anh em mà test chất âm luôn nhá, đây là loa test chống cháy. Cặp này là cặp triệu 2 này, cặp triệu dưới, nói chung là có đủ. Tép hai chế độ, tép và siêu tép nhá. Gạt lên này, xuống này. Cái mic. Đây cho anh em xem nhá. 700k một cái bao ship. Mic này cao cấp China. Này chúng tôi gọi là mic của thợ. Nó sẽ sắc nét hơn mic ngoài thị trường rất là nhiều. 700k một cái. Anh em đều về kiểm tra đúng như lưu quảng cáo thì anh em lấy, không đúng thì hồi. Cái anh em giao lưu văn nghệ ngày Tết, đây là nó cũng là một cái giao lưu rất quan trọng, vì đây là cái ngày đoàn viên của rất nhiều anh em, bạn bè, cô dì chú bác sau một năm làm việc vất vả và xa cách nhau. Chỉ có mấy ngày Tết thôi thì anh em muốn được một cái cuộc vui mỹ mãn thì anh em hãy liên hệ với mình. Đấy, anh em, những anh em nào mà không biết chỗ nào có mic xịn đấy, để tạo một cái kỷ niệm cho rất nhiều anh em, thì sau cái một cái năm làm việc vất vả để anh em được giao lưu với nhau thì nó sẽ ok hơn. Đây, 700k một cái. Cái này là bao ship một đôi, anh em lấy một đôi thì mình lấy 1.3 triệu bao ship. Anh em cần hàng thì cứ điện theo số điện thoại đây, 0973 533 269, trên YouTube điện tử Phương Lưu. Anh em chụp lại màn ảnh. Và cái lịch kỳ ship của chúng tôi là ở miền Bắc là 25 tháng 12, ở miền Nam là 22 tháng 12 âm lịch. Anh em test chất âm và mình nhờ giới thiệu các sản phẩm luôn. Loa tép tăng độ nét gấp đôi cho dàn âm thanh, gấp 3, gấp 4 lần. Những cái cặp tép quen thuộc, đây là 1.2 450 này. Anh em có vào YouTube điện tử Phương Lưu, hoặc là vào Facebook Loa Tép Thông Minh, địa chỉ Nà Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn, ship hàng toàn quốc. Bắc Cạn bây giờ là 2:15. Tép kèn thì có vỏ gỗ nhá, vỏ gỗ là 1.500.000. Cái này 450 này, còn cái này là 1.000.000 này. Không hay không bán nhá. Mic này là mic xịn, chúng tôi gọi là mic của thợ, nó phải khác. Cái điều đặc biệt nó là chỗ lưu thì không có hàng rẻ, chỉ có hàng đắt thôi, 700k một cái, không như quảng cáo anh em hồi với cho mình. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.
Dép đang mở là 800k nhá. Tạm biệt anh em, chúc anh em nghe nhạc vui vẻ.